quý vị và các bạn thân mến trong phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2021, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ quay đầu giảm cùng với sự suy yếu của đồng USD đã đẩy giá vàng quay lại chiều tăng giá. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi chiều tối ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5 năm 2021 được phát trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại, sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, ở điểm hiện tại, vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1825 cho tới 1826 USD/ao, tăng khoảng 1 USD cho đến 2 USD so với lúc mở cửa phiên này. Thị trường vàng thế giới đảo chiều đi lên trong bối cảnh đồng USD suy yếu, cùng với đó là lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm sau 4 ngày tăng liên tiếp. Diễn biến này đã góp phần khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết họ chưa nâng lãi suất đồng USD để thắt chặt chi tiêu bởi lạm phát chưa ở mức đáng lo ngại. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn lo ngại đồng tiền trượt giá, do đó chuyển một phần sang đầu cơ vàng, đẩy giá vàng tăng. Theo ông Jeff người sáng lập công ty tư vấn Sealer Squalet International Investment cho biết những số liệu kinh tế tại Mỹ đang tạo tác động tích cực đến giá vàng và đa tăng của kim loại quý này có thể sẽ kéo dài trong tương lai. Tiếp theo là một số nội dung của thị trường vàng trong nước. Tại thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch trưa ngày hôm nay, cụ thể là 11 giờ trưa nay, giá vàng SJC tại khu vực Hà Nội được công ty cổ phần SJC Sài Gòn niêm yết giao dịch mua bán ở ngưỡng 55,80 cho đến 56,17 triệu đồng trên lượng, tăng 80.000 đồng trên lượng ở chiều mua và bán. Tại Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giao dịch mua bán ở ngưỡng 55,85 cho đến 56,13 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và bán ra, cùng tăng 70.000 đồng trên lượng ở hai chiều này. Vàng SJC trên hệ thống phú quý niêm yết giao dịch mua bán ở mức 55,83 cho đến 56,13 triệu đồng trên lượng, tăng 60.000 đồng trên lượng ở hai chiều mua và bán. Vàng Doji trên thị trường Hà Nội niêm yết giao dịch mua bán ở ngưỡng 55,80 cho đến 56,15 triệu đồng trên lượng, mua vào tăng 100.000 đồng trên lượng nhưng bán ra chỉ tăng 50.000 đồng trên lượng. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin được phép gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5 năm 2021. Nhìn vào bảng giá vàng, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết, ở thời điểm này, vàng tại trường vàng trong nước duy trì đá tăng và dao động trong khoảng tăng từ 50.000 cho đến 170.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Cụ thể như sau: đối với vàng tại các tổ chức lớn, STC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng, mua vào 5.589.000, bán ra 5.624.000, tăng 170.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. STC Hà Nội, chiều mua vào là 5.589.000 bán ra 5.626.000 tăng 170.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Doji Hồ Chí Minh chiều mua vào là 5.590.000 bán ra 5.620.000 tăng 150.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Doji Hà Nội chiều mua vào là 5.585.000 bán ra 5.623.000 tăng 150.000 đồng trên lượng chiều mua vào và 130 000 đồng chiết lượng tại chiều bán ra, PING Hồ Chí Minh và PING Hà Nội chiều mua vào là 5.575.000, bán ra 5.610.000, tăng 50 000 đồng chiết lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Đối với Phú Quý SCC, chiều mua vào là 5.587.000, bán ra 5.622.000. Tiếp theo là giá vàng STC ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim chiều mua vào là 5.592.000, bán ra 5.612.000, tăng 170.000 đồng chiên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Ngân hàng ACB tăng 150.000 đồng chiên lượng ở cả chiều mua và chiều bán, hiện tại đang niêm yết ở ngưỡng 5.590.000 ở chiều mua vào và 5.610.000 đồng chiên lượng tại chiều bán ra. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng STC ở một số tỉnh thành phố. Tại thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố quay đầu tăng, tăng 170.000 đồng trên lượng ở cả hai chứa mua vào và bán ra. Đối với SJC Đà Nẵng, chiều mua vào là 5.589.000, bán ra 5.626.000. SJC Nha Trang, chiều mua vào là 5.589.000, bán ra 5.626.000. SJC Cà Mau, chiều mua vào là 5.589.000, bán ra 5.626.000. STC Bình Phước chiều mua vào là 5 triệu 587 000 bán ra 5 triệu 626 000 STC Huế chiều mua vào là 5 triệu 586 000 bán ra 5 triệu 627 000 STC Biên Hòa chiều mua vào là 5 triệu 589 000 bán ra 5 triệu 624 000 STC Miền Tây mua vào 5 triệu 589 000 bán ra 5 triệu 624 000 STC Quảng Ngãi chiều mua vào là 5 triệu 589 000 bán ra 5 triệu 624 000 STC Long Xuyên chiều mua vào là 5 triệu 591 000 bán ra 5 629.000 Tiếp theo là giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang STC. Giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang STC ở thời điểm này tăng mạnh, giao động trong khoảng từ 104.000 cho tới 250.000 đồng trên mỗi lượng. Đối với nhân bộ số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, chiều mua vào là 5.200.000 bán ra 5.260.000 tăng 250.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Vàng Bu số 9 mua vào là 5 triệu 160.000 bán ra 5 triệu 230.000 tăng 250.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra vàng 24k mua vào 5 triệu 078,2 nghìn, bán ra 5 triệu 178,2 nghìn, tăng 247 nghìn đồng trên lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào là 3 triệu 737,9 nghìn, bán ra 3 triệu 937,9 nghìn, tăng 188 nghìn ở cả hai hướng mua vào và bán ra. Vàng 14K mua vào là 2 triệu 864,4 nghìn, bán ra 3 triệu 064,4 nghìn, tăng 146 nghìn đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Vàng 10K mua vào là 1 triệu 996,1 nghìn, bán ra 2 triệu 196,1 111 tăng 104.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vị và các bạn thân mến, về mặt dự báo giá vàng cho thời gian tiếp theo, Fed giữ quan điểm lạm phát gây áp lực và đẩy giá vàng lên 2.000 USD trên ao hay không. Điều này cũng có cơ sở bởi theo một nhà phân tích thị trường, sự bứt phá gần đây của thị trường vàng trên 1.800 USD có thể là khởi đầu cho một động thái quan trọng hơn trong nửa cuối năm có thể đẩy giá trở lại mức 2.000 USD. Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Steven Zahn, người đứng đầu bộ phận sản phẩm giao dịch trao đổi tại Aberdeen Standard Investment, cho rằng vàng đang thu hút sự chú ý như một biện pháp bảo vệ chống lại lạm phát. Kim loại quý này cũng vẫn là một yếu tố đa dạng hóa của... quan trọng khi sự biến động tăng lên trên thị trường chứng khoán đang được định giá quá cao. Theo dự đoán của chuyên gia này, vàng vẫn chưa chứng kiến những ngày tốt nhất của nó trong năm nay 2021. Tôi luôn kỳ vọng nửa cuối năm sẽ thú vị hơn rất nhiều đối với vàng và có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu thấy điều đó diễn ra sớm hơn ở một vài tháng. Ở thời điểm này, vàng thế giới đã bật tăng khá tốt, hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 1834 cho tới 1835 USD trên ao, đã tăng khoảng 9 USD cho đến 10 USD trên một ao. Hợp đồng vàng giao ngay tăng 0,51%. Mặc dù vàng cũng đã giảm giá, nhiều dự báo cho rằng đà suy giảm chỉ là tạm thời, bởi lạm phát của Mỹ đã có dấu hiệu gia tăng trong khi Fed cũng không dễ quyết định tăng lãi suất cơ bản trong ngắn hạn bởi vẫn phải duy trì đà phục hồi nền kinh tế. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đang đặt kinh tế toàn cầu trước những rủi ro lớn và là nhân tố tiềm ẩn hỗ trợ cho kim loại quý có thể tăng mạnh trở lại trong thời gian tới lạm phát tăng cao hơn so với dự báo đã đặt ra, thách thức cho Tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc triển khai các gói chi tiêu nhằm hồi sinh nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hồi tháng 3 năm 2021, gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD của Tổng thống Biden đã được thông qua. Trong tháng 4 vừa rồi, ông Biden cũng đã công bố hai kế hoạch trị giá khoảng 4.000 tỷ USD chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và lực lượng lao động Mỹ quý vị và các bạn thân mến những thông tin trên đã khép lại bản tin giá vàng buổi chiều tối ngày hôm nay của chúng tôi quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuồng ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo